Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, bệnh sởi là một bệnh rất nguy hiểm do siêu vi sởi gây ra và có khả năng lây lan rất nhanh. Bệnh sởi một khi đã bị thì có thể để lại những biến chứng rất là nguy hiểm. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương về căn bệnh này. Xin kính chào bác sĩ. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả. Vâng, thưa bác sĩ, xin bác sĩ có thể cho biết rõ hơn về những cái triệu chứng để nhận biết căn bệnh sởi được không ạ? Vâng. Bệnh sởi thì cũng là một bệnh khá hay gặp từ trước khi có chương trình tiêm chủng mở rộng. Nhưng khi mà có chương trình tiêm chủng mở rộng rồi thì hầu hết các trẻ là không bị. Nhưng mà gần đây thì đặc biệt là trong vòng khoảng 1-2 tháng vừa rồi thì lại bắt đầu xuất hiện lại các cái trẻ mà có mắc sởi. Và các cái triệu chứng đầu tiên của bệnh sởi thì cũng giống như là các cái triệu chứng của bệnh nhiễm virus khác, là có đứa trẻ thường có sốt cao, sau đó thì có thể xuất hiện chảy nước mũi, và kèm theo thì có thể viêm kết mạc mắt, và sau đó 2-3 ngày với các triệu chứng như vậy thì sẽ xuất hiện phát ban. Và đặc điểm của cái hiện tượng phát ban do virus sởi gây nên ấy, thì ban đầu có thể xuất hiện ở mặt, sau đấy một vài tiếng hoặc là nửa ngày thì có thể bắt đầu lan xuống ngực, cánh tay, sau lưng, và sau đó thì lan ra toàn thân. Và khi mà các cái ban như vậy lan ra đến hết toàn thân thì các triệu chứng của đứa trẻ giảm dần, sốt đỡ dần và đứa trẻ cũng ăn uống tốt hơn và cũng tỉnh táo hơn. Bệnh nhi Phạm Trần Vũ, 13 tháng tuổi ở Thanh Xuân, Hà Nội, nhập viện và điều trị 2 ngày nay tại khoa lây nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương với các triệu chứng như ho, sốt, toàn thân nổi ban mẩn đỏ. Bệnh sởi đã bị biến chứng xuống phổi. Không riêng bệnh nhi Phạm Trần Vũ, bệnh nhi Đình Tuấn Dũng cũng tương tự. Theo gia đình cho biết, thấy con sốt nổi mẩn nhưng nghĩ là trẻ bị phát ban nên tự điều trị ở nhà. Đến khi thấy trẻ bị ho, sốt, rơi vào trạng thái suy hô hấp, gia đình mới đưa trẻ đến bệnh viện. Con nhà tôi là nhập bị sốt ạ, xong rồi phát ban ở trên mặt ạ, mẩn đỏ đấy ạ, xong rồi cho nhập viện ở bệnh viện huyện ạ, thì được 3 ngày thì chuyển, các bác thấy nặng thì chuyển lên đây ạ, chuyển lên đây được 4 ngày rồi ạ. Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương, trong hơn 3 tuần qua, bệnh viện đã tiếp nhận gần 20 trường hợp trẻ nhỏ bị mắc bệnh sởi, trong đó nhiều trường hợp trẻ đưa vào viện đã trong tình trạng nguy kịch với biến chứng viêm phổi nặng và suy hô hấp. Các bác sĩ cũng cho biết đã từ rất lâu bệnh sởi không còn xuất hiện nhờ việc tiêm vaccine và không còn mấy trường hợp trẻ bị mắc. Đặc biệt hơn là số trẻ bị sởi lần này đều chưa được tiêm phòng bệnh. Thưa bác sĩ, bệnh sởi liệu có nguy hiểm hay không ạ? Thực ra nếu bệnh sởi mà chúng ta nhận biết sớm và chăm sóc đứa trẻ tốt để mà dự phòng các cái biến chứng thì thông thường là đứa trẻ sẽ diễn biến như vậy. Khi mọc hết phát ban, mọc khắp toàn thân thì các triệu chứng sẽ giảm dần, và nếu không có các cái biến chứng khác thì thông thường như vậy là ổn. Thế nhưng mà nếu mà có các cái biến chứng thì khá là nguy hiểm, ví dụ như là một trong cái biến chứng của nó là viêm phổi hoặc là tiêu chảy sau khi nhiễm virus sởi, thì đó là những cái biến chứng rất nặng và có thể gây nên tử vong. Mà chủ yếu các trường hợp tử vong mà sau mắc sởi là vì những biến chứng như vậy, viêm phổi hoặc là tiêu chảy, thì đó là những cái tình trạng rất nặng. Vâng. Thưa bác sĩ, khán giả Phan Thu Phương ở Quảng Ninh có hỏi là bệnh sởi thường có biểu hiện tương đối giống với bệnh lý sốt phát ban, nhất là việc nổi các nốt ban ở người, nên nhiều bậc cha mẹ hay nhầm lẫn giữa hai căn bệnh này, và chỉ khi bị biến chứng nặng thì mới biết là con bị sởi. Vậy thì theo bác sĩ, làm thế nào để có thể phân biệt triệu chứng của hai căn bệnh này? Thực ra thì bệnh sởi là một bệnh trong nhóm bệnh sốt phát ban. Bởi vì theo như chúng ta hiểu thông thường, bệnh sốt phát ban là do virus gây nên. Và khi phát ban ra toàn thân thì đứa trẻ sẽ hết sốt. Và trong nhóm các cái căn nguyên gây nên sốt phát ban như vậy thì có virus sởi. Và ngoài ra còn có một số các virus khác, như virus khác ví dụ như là tay chân miệng hoặc là gây đến bệnh rubella chẳng hạn. Thì đấy cũng là do một số các virus gây nên, và chúng ta cũng gọi đấy là những trường hợp sốt phát ban. Đấy, vậy thì cái bệnh sởi này chỉ là một bệnh trong số, trong nhóm các cái bệnh mà sốt phát ban thôi, chứ không phải là hai bệnh khác nhau. Vâng. Nhưng làm thế nào để có thể phân biệt được cái căn bệnh sởi so với cả các cái loại sốt phát ban khác? Thực ra thì nếu mà chỉ nhận biết qua các cái triệu chứng của đứa trẻ ấy,
thì có một cái điểm rất đặc biệt, đó là sởi như tôi nói lúc đầu là khi có hiện tượng phát ban thì thường là phát ban theo tuần tự, mọc đầu lúc đầu cái ban có thể mọc ở mặt trước, sau đó thì lan xuống ngực và sau đó thì lan ra toàn thân. Còn các loại phát ban khác thì thông thường sẽ mọc, phát ban sẽ mọc cùng một lúc ở toàn thân ngay, chứ không có cái hiện tượng là các cái ban mọc lan dần như vậy. Vâng. Như vậy các bậc cha mẹ đặc biệt phải lưu ý đến cái trình tự nổi ban trình của tự trẻ. phát ban của đứa trẻ. Vâng. Thưa bác sĩ, khi mà trẻ bị sởi thì cần phải chú ý chăm sóc trẻ như thế nào để có thể hạn chế tối đa những cái biến chứng nguy hiểm? Thì nhiễm virus sởi thì cũng có các triệu chứng như mình nói lúc đầu, là giống như các cái triệu chứng của các bệnh nhiễm virus khác, có thể có sốt, có thể có ho, có thể có chảy nước mũi, có thể có viêm kết mạc. Nhưng là các trường nhiễm virus nếu không có biến chứng thì điều trị rất đơn giản. Vậy thì chúng ta làm thế nào để phòng được các cái biến chứng như vậy? Bằng cách là chăm sóc đứa trẻ tốt, ví dụ như chúng ta nhỏ mắt, nhỏ mũi bằng các cái dung dịch nước muối sinh lý chẳng hạn. Đấy, vẫn phải tắm rửa sạch sẽ cho đứa trẻ. Cái môi trường đứa trẻ ở vẫn phải thông thoáng như vậy. Và đặc biệt là cái chế độ dinh dưỡng phải tốt. Bởi vì khi nhiễm virus, virus sởi và một số loại virus khác cũng vậy, thì cái khả năng miễn dịch của đứa trẻ thường là bị suy giảm. Mà khi cái hệ thống miễn dịch bị suy giảm như vậy thì sẽ dễ mắc các cái bệnh nhiễm vi khuẩn khác. Mà khi mà mắc các cái bệnh nhiễm vi khuẩn khác thì tình hình sẽ rất phức tạp. Đấy, vậy thì chúng ta phải có một chế độ dinh dưỡng tốt và chăm sóc vệ sinh cho đứa trẻ tốt, thì đứa trẻ sẽ vượt qua những cái đợt bệnh như vậy một cách khá là dễ dàng. Vâng. À, chị Phan Huyền Nhi ở Lào Cai thì có hỏi rằng là tôi nghe nói là khi trẻ bị sởi thì cần phải kiêng gió và kiêng nước. À, vậy điều này có đúng hay không ạ? Thực ra thì đúng là phải kiêng, nhưng có lẽ là vì chúng ta không hiểu, chúng ta chưa hiểu đúng được cái câu kiêng gió, kiêng nước ấy. Chứ nếu mà đứa trẻ bị sởi phát ban trên da, có thể đứa trẻ ngứa một chút, đứa trẻ gãi. Nếu chúng ta kiêng nước hoàn toàn không tắm cho đứa trẻ thì sẽ dẫn đến tình trạng nhiễm trùng do vi khuẩn. Vậy thì chúng ta phải hiểu đúng cái câu kiêng gió, kiêng nước ở đây là như thế nào. Đấy, chúng ta không phải là kiêng gió là không cho đứa trẻ ra khỏi phòng, mà chúng ta làm sao giữ đứa trẻ ở những cái khu vực mà nó ấm. Nhất là những lúc thời tiết lạnh như thế này. Đấy. Và thứ hai nữa, kiêng nước thực chất là chúng ta là phải kiêng nước lạnh. Bởi vì đứa trẻ đang nhiễm virus sởi như vậy, nếu mà chúng ta tắm cho đứa trẻ mà cho vào nước lạnh, cho vào cái nước lạnh ấy, thì tôi nghĩ chắc chỉ một ngày sau là đứa trẻ viêm phổi rất nặng. Và đến bây giờ chúng tôi cũng đã gặp những cái trường hợp như vậy. Đấy, vậy thì chúng ta vẫn phải tắm cho đứa trẻ, vẫn cho đứa trẻ có thể đi lại bình thường, nhưng làm sao mà giữ cho đứa trẻ không bị lạnh. Đấy là điều quan trọng nhất. Bệnh sởi thường có biến chứng rất nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời. Bệnh nhân có thể bị viêm phổi nặng dẫn đến tử vong, viêm não, viêm mảng não. Bên cạnh đó, bệnh sởi còn gây viêm giác mạc dẫn đến mắt trẻ sau này sẽ bị mờ, điều đáng nói là không thể khắc phục được. Việc chăm sóc trẻ khi bị sởi cũng rất quan trọng, cần cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ như các loại rau, củ quả tươi. Đặc biệt cần vệ sinh lau rửa cho trẻ sạch sẽ để tránh bội nhiễm. Cho trẻ đi tiêm vaccine phòng bệnh sởi khi trẻ từ 6 đến 9 tháng tuổi. Nếu thấy trẻ có những triệu chứng bất thường về sức khỏe, cần đưa trẻ đến khám bác sĩ để được điều trị kịp thời.